Chào bạn, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái lỗi của máy thở VELA 16532. Thì đây là cái lỗi của nó này. Đấy, chúng ta thấy có đen và vàng. Lao pip, lao ve. Đấy. Đây là cái model của nó. Sri BCT03193. Máy thở VELA là được sản xuất tại Mỹ. Và máy thở này là hỗ trợ bệnh nhân nhi và bệnh nhân người lớn thực hiện các chế độ thở đơn giản hay phức tạp, các chế độ thở xâm lấn qua đường ống nội khí quản hay là qua miệng. Đấy. Thì cái lỗi này giải quyết như sau: một là kiểm tra lại các cáp kết nối. Bởi vì sao? Bởi vì nó xuất hiện lỗi là cui phao. Đấy. Đâu mình quay lại mình xem mà. Đây, cùi phao này. Mình không đọc tiếng Anh nó tốt cho lắm cho nên là tạm thời là hiểu như thế. Sau đó bạn kiểm tra lại các vòng tua bin. Đấy, test lại các vòng tua bin. Đây là cái mạch 3 lớp, lỗi men bo. Đấy. Lao pip, lao ve. Đấy. Lưu ý một số lỗi với máy thở. Cái này là phần mở rộng, nguyên nhân và cách xử lý. Rò rỉ nhỏ hơn 10 lít trên phút là nguyên nhân của nó là kết nối sai hệ thống, sai hệ thống ống đến với người bệnh. Các bộ phận của hệ thống bị hỏng, kiểm tra độ vẹn toàn của các ống trong hệ thống ống ấy, đến người bệnh và các phụ kiện, thay thế các bộ phận nếu bị hỏng, nếu có. Xem lại cái trạng thái tổng quan của bộ thở, đặc biệt là màng trắng vang thở ra. Thứ hai là định cỡ lại cảm biến O2 thất bại. Trong trường hợp chúng ta định cỡ lại cảm biến O2 thất bại thì cảm biến chắc là nó bị cạn kiệt rồi, hoặc là có khí không đúng trong ổ cắm vào khí oxy. Đấy. Xác nhận rằng cái nguồn cung cấp khí đó là đúng oxy hoặc là đúng nồng độ, xác nhận cái trạng thái của cảm biến oxy. Các bạn có thể tham gia cái group này. Đấy. Đây là group mà trao đổi về các lỗi kỹ thuật cũng như là học tập về kỹ thuật y sinh. Báo động trong lúc định cỡ, nếu mà dùng máy thở mà nó có báo động trong lúc chúng ta định cỡ thì áp suất oxy hoặc là không khí thấp hoặc là cả hai. Đấy. Cũng trong cái trường hợp mất điện nữa. Đấy. Mất điện thì nó cũng báo động. Thiết bị cộng hưởng từ phát ra từ các sóng có thể gây hại lâu dài cho máy thở. Nếu không loại bỏ bảng ở phía sau trong mọi hoàn cảnh, chỉ sử dụng các khí, không khí và O2 đạt yêu cầu theo cái cấp độ y tế được quy định và được áp dụng. Không được kết nối bất kỳ phụ kiện nào ngoài những cái đã được chỉ định trong bộ phận của hệ thống. Không được sử dụng bất kỳ thiết bị nào có thể cản trở dòng chảy hoặc là áp lực giữa các ống dẫn ra ngoài và các ống dẫn cung cấp cho máy thở. Do đó, không sử dụng bộ điều chỉnh áp lực khi van hoặc là máy đo dòng nó được đóng. Trường hợp mà rò rỉ đáng kể thì phải kiểm tra lại cái hệ thống ống dẫn để bệnh nhân để phát hiện chỗ rò rỉ, thay thế hoặc là sửa chữa đoạn đó để tránh cái sự thay đổi không đáng có trong việc thông khí. Cảm biến dòng thở ra, tức là máy đo tốc độ dòng, có chứa trong cái phần giữa bên trong của nó là một cái màng. Cảm biến thở ra ấy, nó có một cái phần giữa bên trong nó là cái màng, mà sự toàn vẹn của nó là thiết yếu cho việc là đọc đúng cái thể tích thở ra, tức nghĩa là cái màng đó nó đảm nhận cái vai trò là đọc đúng cái thể tích mà chúng ta thở ra, ghi nhận lại. Khi làm sạch phần này thì bạn phải cẩn thận để không làm hỏng màng. Khi không được đặt cái vị trí máy thở gần bất kỳ mặt phẳng nào mà nó có thể cản gió quạt hoặc là khe thông gió đầu ra báo động âm thanh hoặc là cái khí xả, vì điều này có thể dẫn đến là máy thở nó quá nóng, nó giới hạn nghe báo động của người vận hành hoặc là nó hạn chế sự thoát ra khí thải thông qua van thoát.
và nó có thể gây tổn hại một cách tiềm tàng. Đấy. Ngoài ra nó còn nhiều cái vai trò khác và mình xin lướt qua những cái phần này. Việc mà chúng ta sử dụng máy khí dung á, hoặc là bộ làm ấm có thể dẫn đến sự tăng cản trở các bộ lọc hít vào và thở ra. Quy trình bảo dưỡng máy thở. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.